Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Sở đồ gỗ Yên Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị một mẫu sản phẩm nữa là kệ tivi gỗ hương đá, hay còn gọi là kệ đồng tiền. Một tên gọi nữa có thể gọi đây là kệ mõ. 100% tôi làm ở chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu của Nam Phi. Kích thước của chiếc kệ này là dài 2m60, chiều sâu là 45 mà chiều cao là 83. Kệ này là kệ 8 cánh và 4 ngăn kéo, nó chúng tôi đục oval hạt xoàn. Ở buồng giữa của chiếc kệ đây chúng tôi làm lõm, còn hai bên là chúng tôi làm lồi lên. Thì buồng giữa chúng tôi làm dài 1m2 để quý vị có thể để được tivi 49 inch hoặc là 55 inch. Và bộ phần ván đỉnh chúng tôi làm dày 2 phân. Đây là chiếc kệ đồng tiền. Chúng tôi vừa mới dựng mộc xong thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị. Mẫu kệ này là thường chúng tôi sẽ làm 2m4 hoặc 2m2. Bây giờ chúng tôi tiếp tục làm 2m6 và 2m8 thì để quý vị có thể kê được kệ tivi to. Còn quý vị nào muốn sở hữu thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi tải lên. Hẹn gặp lại quý vị.